Ok, xin chào các bạn. Chào mừng quay trở lại khi cùng chơi Jedi The Fallen Order. Ok, chúng ta chơi tiếp lần trước. Là bây giờ mình phải đi ra cái chỗ cái hành tinh quay lại cái hành tinh ấy. Để hình như là phải đi giải cứu cái thằng thủ lĩnh của thằng bọn Woody. Woody, Woody. Nhưng mà đến cái chỗ hành tinh này mình tưởng là có gì hot, nhưng mà trên thực tế là giúp cái bọn kháng chiến ra một đống nhiệm vụ và cuối cùng là trả được cái gì. Nhưng mà bây giờ là chúng ta có đầu mối để mà chúng ta đi ra cái hành tinh gì. Ui dồi, lốt 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 này. Kiểu như nó đang lốt cái asset vào nhỉ. Chắc là mình chạy trên cái ổ cứng HDD mà nó lốt hơi bị chậm. Okay, so next. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái hành tinh này. Chỗ mà Zephod, chỗ đây là đang Kasip. Mình còn 2 trên 5 secret. Cái này là 3 trên 14 secret. Bây giờ không biết là phải đi đâu này. Main object Zephod. Ok, chúng ta quay lại Zephod đi. Back to Zepho. Nhìn kìa, di chuyển các qua các qua lại các hành tinh dễ như không nhỉ. You extra credits couldn't hurt, you know? Gambling. Grease, use your head. One of these days, the Haxian brood is going to catch up with you. Those slubs? I'll hear him coming from a parsec away. I don't need your gambling habit causing us more trouble with murderous criminal syndicates. You're right, I know it. I just want to blow off some stress every once in a while, you know? Anyway, all of that is in the past. I'm sure it won't be a problem. Mình rất là muốn Right, we're here. Get in your chair. Như là mấy cái video đầu tiên trên channel mình rất là muốn phụ đề được tất cả các nội dung mình làm trên channel. Nhưng mà chắc cái đấy là phải đợi cho khi nào mà cái channel mình nó phổ biến hơn một chút, với cả có nhiều supporter một chút thì chắc cái đấy nó có khả thi hơn nhỉ. Giờ rất là cần nhiều nguồn lực với cả tài chính nhé. Nên là hy vọng là về sau mình có khả năng là mình sẽ quay lại, mình sắp lại tất cả những cái nội dung mà mình làm trên channel mình ấy. Thì ví dụ các bạn nào xem lại hoặc là những các bạn mới thì có thể có được cái điều kiện để trải nghiệm game một cách tốt nhất. Tất nhiên là mình không thể là mình dịch hết là tất cả nội dung cả. Cái đấy là điều không thể. Và dịch thì nhiều khi nó không đầy đủ, với cả sẽ làm cho cái pacing của game nó chậm đi rất là nhiều ấy. Cái này slow này. Này là mình tăng hết rồi nhỉ? Delay thrust. Này là về kiếm. Input dash. Ok, mình sẽ tăng ngay đi. Tăng cái hồi phục đấy như vậy. Rồi chúng ta sẽ travel lên cái chỗ Zephod này. Đúng là cái game này là cái điểm trừ chắc đối với mình là cái tỷ lệ 16:9 là nó lại lúc mà cutscene thì nó lại quay về 16:9, thế mới đều ấy. Nên là cảm thấy cái trải nghiệm của nó hơi bị ấy. Nhưng mà phần lớn người ta dùng 16:9 mà, nên là mình chơi hơi ngược ấy. Xoài. Kiểu là ngôi sao nó dừng lại nhỉ. Tưởng là cái chỗ này mình đi nát rồi, nhưng mà bây giờ là vẫn ở quẹ đây, hay thật. Anh ta bảo đi xem lại cái thứ, xem có cái áo gì mới không. Poncho này. Commando này, nhìn ngon phết. Rainforest. Bravo, kinh như cái cowboy ấy. Cái này kiểu cowboy. There's a long journey ahead of us.
These ancient tombs didn't survive all this time because they were easy to find. It's a challenge I'm willing to take. I can see that. I'm glad you believe in what we're trying to accomplish. Nhìn cái độ chi tiết và nhân vật chính kinh nhỉ. I always have. Ever since I was a youngling, I trusted in the Force. Those names on the list, they're a test. And I believe I will succeed. I like your confidence. A journey like this one can challenge you in ways you've never been before. I understand. I think I'm ready. We've got your back, Cal. Cal. Nói chung là thằng này nó tin tưởng là cái sứ mệnh mà đi tìm những cái danh sách bọn trẻ sử dụng thân lực này. Cordova must have spent a lot of time là như kiểu như là cái Cordova thử thách của nó đối, là đối với thân lực ấy. Ok, ok. I need a second. Nên là mình là như mà mình nói như Ke nó sử dụng nhiều concept của đạo Thiên Chúa ấy. Như là những cái gì mà cái bọn Jedi này nó kết nối với cái thân lực ấy. Nó cảm thấy như là nó được cái thân lực nó chỉ dẫn hoặc là có những cái quét như của cái thân lực nó giao cho kiểu đạo Thiên Chúa. Đây là mình nói cho những các bạn nào không biết ấy. Nhưng mà còn những cái bạn nào mà theo đạo thì chắc là biết rồi. Ok, bây giờ mình phải ra tít chỗ này à? Ra chỗ này kiểu gì nhỉ? Explore the near the craft. Venator là chỗ này. Chỗ nào đi hết rồi nhỉ? Lại hai con này cắn một thằng. Must have cleared out to search for the tomb. That's good for us, but the cave will be crawling with them. I'll do what I can to monitor their movements. Something about this doesn't feel right. The Empire doesn't give up ground. I know. I feel it too. Watch yourselves, okay? You too. Nên là mình phải đi lại hết cái chỗ này. Nó vẫn không mở cho mình. Rồi. Có mấy cái con máy bay của cái bọn Empire này kêu rít nghe ác phết này. Ủa. Bây giờ mình quay lại đây có đúng không? Chỗ này lần trước đi hết rồi. Xanh sáng xanh. Cầm cái đuốc này nguy hiểm nha. Mẹ nó cắt pha chân tay, bay tay. Bay tay mất chân. Đây là mình không biết là mình quay lại cái đường nào. Ô đùa. Chết rồi. Đi ngu rồi, backtrack lại cái chỗ chả có gì. Có nhận là cái bài này làm đẹp thật. Lại quay lại chỗ này. Explore the Imperial Excavator, the Craft Venator. Là chỗ nào? Mình chả hiểu. À đây này, phải đi cái này và qua này. Phải đi cái này qua này. Lằng nhằng phết này. Ô, mình ngu nhỉ, cái đoạn này là mình đi rồi mà. Mình mở cái shortcut rồi mà. Làm vòng đấy làm cái gì? Kill.
I've really stepped it up. Are you and Grease safe? You worry about the mission. I'll worry about keeping us off their radar. We'll be fine. Mình vẫn nhớ là cái trò Jedi cũ ấy. Nó chém nhìn trông ảo hơn nhiều. Chém cái kiếm ánh sáng nhìn ảo. Trò này nhìn trông có vẻ như đánh có vẻ tính toán hơn ấy. Láo. Úi giời, này. Hey, BD. Mẹ dính một kiếm chết luôn à? Nhưng mà đúng là mình phải quay lại cái chỗ này. Backtrack lại một chút. Hồi thiền đến một chút. Chung là bây giờ chỉ ngại mấy cái bọn mà đi chuyên săn lùn dùng Jedi thôi. Chứ còn mấy cái bọn này thì cũng bình thường. Bây giờ mình phải đi đâu nhỉ? Bây giờ là mẹ mình nhìn cái đống này hoa mắt, rẽ phải này. Đi xuyên qua đây này. Rồi chúng ta phải đi xuống đây. Nào là đi xuống đây nhỉ? À nó đây này, nó có cái rail này. Có cái rail này rồi xuống đây. À cái chỗ này. Cái chỗ này nó thông ra đây này mà mình không mở. Mà cái lần trước là mình không mở nên là thảm nào là cái đúng là cái cửa này là mình chạy vào đây đi vào đây luôn. Thảm nào. Đúng là mua, tự mua dây buộc mình vậy cha. Đúng là mua dây buộc mình thật. Nếu mà lần trước là mình đi mình mở hết cửa thì nó bây giờ không phải backtrack. Not sure if I saw movement. Clocked him. Understood. Can you hit him? Not an easy target. It won't kill me. Thằng này captain. Úi giời. Phải làm cái âm thanh nghe sướng nhá, chém. Phải rẽ này này. Vậy đúng là tự mua dây buộc mình. Cái này là đúng đúng ra là không phải đi lại luôn này. Nhưng mà do mình là mình không mở cái cửa kia. Thế là bây giờ phải đi lại hết một đống này. Ra cái thang máy cái này. Có chết rồi. Phải không nhỉ? Mình nên đang đi đường nào đây? Loại hết cả đường. Mình phải thang máy xuống đây này. Ok, ok. Mình nghĩ là vẫn đúng được. Oh no, that was our last range trooper. Keep
slipping away. That's it. It's all over now. Stay down. A little help here? Not feeling so great, BD. Chỗ này là đi xuống này. Này là quay cửa này. Cửa này mình chưa đi bao giờ. Đúng là bây giờ quay là đi khám phá lại cái chỗ này. Cửa này vào cái danh trại của bọn này ra. Think you can handle this, Speedy? Ui. Come on, BD. Phản bội à? Mình mà phản bội chó rồi bọn này. Chỗ này lại quét phụ gì này. You know any jokes, BD? I don't know. Why? Chỗ này đúng ra là lần trước là mình phải đi rồi. Bây giờ mình mới đi. Cái chỗ này nó chả liên quan đến cái chỗ này. Rồi, đoạn này đúng là như kiểu Hoàng tử Ba Tư luôn. Nhìn không trượt vào đâu. Nên cho này nó lấy cảm hứng của nhiều trò. Information on their excavation inside, right? Always looking on the bright side. Thanks, buddy. Ui. Ui. Need assist. Úi giời. Úi giời. I've got him. You don't scare me. Drop you. Mình cho mình nghĩ mình đổi cái poncho này. Áo khoác. Không xoay được nhỉ. Nên, à này, mình đang dùng cái này à. Mà đổi mẹ lại cái này đi. Nhìn trông ấy hiền lành. Quân kháng chiến ấy. Bỏ mẹ cái chỗ này là chỗ khác à. Không đi nè. Đây có cái cửa lên này. Đây là cái thang này. Không phải cái thang. Nhìn giống cái thang ghê. Ok, cái này là quay lại. Đây là trèo lên trên này. Kéo. Không phải đẩy là kéo. Kéo nó vào đây. Enemy located.
Hai thằng này chưa làm gì chết luôn. Hey, PD, let's go. Đây có cái gì nhỉ? Đây là một scan. Can you slice this open? Này đúng là cái nhiệm vụ phụ. Cái chỗ này sẽ mở cửa đây. Ui, có hàng. Ok, từ 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 mình sẽ quay lại cái chỗ này thì. Mình cần tìm cái chỗ nhớ. Shortcut unlock. Nên là cái trò này thiết kế cái ấy cũng hay phết. Your magic, BD. Thiết kế cái mà waypoint ấy, cái mà quay đi quay lại cũng khoa học phết đùa. Do not concern yourself with a missing artifact. I'll deal with. Ôi, đây có chỗ ngồi thiền này. Đây. Thì chúng ta tăng một số cái kỹ năng. Mình chưa có cái gì cần tăng lắm nhỉ. Có chiêu đá này, delay thrust, evasion kick này. Tăng mẹ lại được nhỉ. Mình muốn tăng cái gì mà đỡ được. Ok, chúng ta quay lại. Ui. Lại hàng, lại gặp hàng này. Vừa lên đã gặp hàng, mẹ cha chứ. Điền mẹ mày. Vẫn đang lùa mình. Đây là phải nhảy xuống đây ra. Đây có cái thằng này đang đợi mình này. Ui ôi. Ui. Ui ui. Give me a fight. Help please. Là đánh kinh nhỉ? Chết mẹ. I'm going to bleed you dry. Another step. Mẹ công nhận mấy cái thằng chó này đánh kinh nhỉ? Công nhận mấy thằng quân mặc đồ đen này đánh kinh thật đấy. Trooper Commander. Avoid subunit of you to destroy. Cái này nó yếu với cánh cận chiến ấy mà. Này, đường này lên. Any sign of the tomb? No. And the Empire's been stepping up security. Bây giờ là còn dialogue cũ. Watch out for him, BD. Okay, we'll keep looking. Bây giờ còn thùm gì nữa. Tìm từ bao giờ đấy. Ui, chỗ này lại ấy. Là cơ bản là không vào được cái chỗ này. Đi ra ngoài vậy. Chỗ nào nhỉ? À cái chỗ này là ra cái quét chính ấy. Để cái này.
Tàu to thế nhỉ? Này có cái radio. Hey, BD. Whoa. BD, I need help. Ủa, hàng đông này à? Ủa, mẹ con đĩ này. Ủa, chết. Now, BD. Rồi. Radio call. Hey, Grease, you busy? Well, I was trying to watch the, you know, the... No, I'm not busy. Never busy. So, you need something? I'm standing next to two crashed ships. Looks like you weren't the only pilot who had trouble with the wind here. Whoa. You're just realizing that? Where have you been? I mean, it doesn't get better than me. Yeah, okay. All I wanted to say was thanks. You know, you're welcome, kid. But I gotta go. I got a thing, so gotta see ya. Lại còn mấy con hươu. Phải trèo vào sông, bơi vào sông. Chỗ này là cái chỗ ngồi thiền đấy. Không phải. Bên này có hàng này. Lên này gặp hai con hươu luôn. Let's head out. Ủa. Skin, BD skin. Là gì này? Cái quả này là kiểu bộ Empire này. Màu đen kịt này. Bây giờ là đi lòng vòng từ nãy rồi nhưng mà mình vẫn phải trèo lên cái chỗ này. Lại bơi trên là mà đi lòng vòng cái căn cứ này thế mà cuối cùng lại vẫn ra cái chỗ này. Thế mới hay. Mình tưởng là mình phải đi về cái hầm ấy. Mình tưởng là mình phải đi về cái hầm hầm là nhỉ? Hình như đi vào hầm nó cũng ra. Phải đi về cái hầm xanh này này. Thế nó đi lên một cái chỗ nào lên trên khu này. Pro droid. They're watching us. Ủa. Tuổi to mà mẹ con rồi roi đĩ này. Ủa gì đấy? Ủa vẫn còn à? À con khác chập mày chèo đây này. Mày chèo ra bên này. Ui.
cái gói hàng này. Shortcut. Cái này là cái chỗ nào nhỉ? Chỗ này rộng ghê nhỉ. Đây phải luộc, phải đi lùa nhau con này. Té mẹ đi. Kinh. Không có chỗ nhớ. Em mới để rồi. BD, think you can charge this? Our forces have inflicted heavy damage to the Separatist dreadnought. Unfortunately, the same is true for our vessel. Despite the damage, I recommend we see this through. Together. You know, I'm not one to back down from a fight. Standing together. Thế nó chia tà đi. Thế là nó chỉ là cái lock. Thế là cái nó chỉ là cái lock phụ. Ui, con này đứng ngay ngoài luôn này. Get the F out. Ui, nó đạp mình. Mẹ ơi. Mà đánh nhau đó, mẹ đánh nhau. Ui dồi ôi, nó vột. Chết rồi. Ui. Tè 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 tè. Ui dồi. Ôi dồi ôi, chết rồi, lại phải chơi lại rõ xa luôn. Respawn. Mình cứ đập như gặp nhau mấy con to này đốt máu kinh quá mẹ trời. Ui giời, tít trên này à? Ui, tít tận trên này luôn. Nhiều khi mình cảm thấy cái trò này nó bị vấn về vấn đề vì sao về cái trò mà chỗ nhớ ấy. Trên này có hàng. Chả bơi đâu xài. Ui rồi toàn bộ cái chỗ kia là phải đi lại đấy. Hecho. Chỗ này là mộ của bọn này. Villagers built this memorial to the clones on the Venator. If only they knew the truth. See him? Empire isn't the only thing we have to worry about. Đây là quay lại cái chỗ thang máy này. Lãng xẹt thế nhỉ? Chơi lại không đều. This tunnel flooded suddenly. What could have caused such a thing? It smells like old oil. Sorry, buddy, not you. It's this water. Think you can break in? Cái chỗ này lại quay lại cái chỗ này. Ô. Cái chỗ này là chỗ mới á. Ok, đi tiếp, kệ mẹ. Nhiều cái chỗ này nhiều secret phết này. Khu này là cái bọn clone chết hết. He was killed by a cave-in. Imperial excavation is making these tunnels unstable. Chỗ này là đi ở đây này, chỗ này là gọi thang máy này. Excavating equipment. Chỉ mỗi cách đi xuống đây. Công nhận cái trò này nó làm cái map rất là khoa học luôn ấy. Quay lại cái chỗ này. Ok. Ui. Úi dồi, quất.
quen đâu nhỉ? Quay chỗ mới á. À đây này, quay lại cái tàu này. Rồi mình phải mở cái chỗ này đã. Một tí nữa mình sẽ có... Một tí nữa mình quay lại dễ hơn. Chết rất là lãng xẹt. Này nó không cầm nhiều cho mình. Chạy bị nghiêng. Này, chỗ này làm chỗ nhớ thế cái chứ. Đúng là bói không ra cái chỗ nhớ. That's the way. All right. Ô cái đường này đường mới á. Ok nhớ đây. À, lúc nãy mình tăng rồi, bây giờ lại phải tăng lại, mẹ cha nhỉ. Increase distance when you attack. Chẳng có mấy cái mà mình cần muốn tăng không? Bỏ đi. After all the crazy things we've done, you know it. Ui. Chết lãng xẹt quá. Ui. Ui. Chỗ này rất là nhiều đường luôn. À lại quay lại chỗ này. Nó loanh quanh thì nó vẫn quay ở đây. Chỗ này thì mình đi hết rồi. À sao là nó có rất là nhiều cái đường này. Mình phải đi vòng cái này. Mẹ có con hiều to đùng rồi. Chết rồi. Trèo ngược lên này. Công nhận là cái gương ánh sáng này là nó cũng không được tăng. Chỉ số attack nó vẫn thế. Và lại mình là phải tham minh mình đánh nhau rồi. Mẹ ông nhảy thẳng vào tường. Rồi lùa. À, chỗ này là mở rồi đấy. À chỗ này là chưa mở. New lightsaber material. À, cái chỗ này lại quay lại chỗ kia. Đi đúng vòng tròn. Chung là mấy cái quest xung quanh này là mình dọn hết rồi. Thế cũng tốt nhỉ. Thằng nào cũng khám phá ra hết khu này. Thằng nào cũng có chỗ nhớ. Ok chúng ta sẽ nghỉ nhanh rồi té đấy.
bơi nhanh thế chứ. Ui giời, bơi. Ra đây lại gặp cái con ấy đấy. Này có đường lên này. À cái chỗ này mình mở rồi này. Nó vẫn tính là mình mở rồi. Nên mình phải solo cái này thôi. Thế bây giờ ấy. Ủa. Ủa. Help please. Ủa. Ủa. Đánh kinh thế à? Mẹ, đánh kinh thật đấy. Chó này. Chỗ trèo lên đây nó vẫn là phụ. Hay thật. Mẹ đánh con này bao lâu mà vẫn bị phệt. Sợ thật. New poncho, hyper shell, mặc cho đẹp. Rainforest, đây này hyper shell đây. Mặc kiểu giống cái bọn màu của Jedi hồi xưa, mấy cái phim trong cái animation. Mình sẽ kích lại điện này. Làm chỗ chui rúc thế chứ đấy. Bao nhiêu cái đường, bao nhiêu cái nhiệm vụ chính không đi. Toàn đi nhiệm vụ phụ. Chui vào cái chỗ này. Ui, đây như con boss này. Mà chỗ này nó không có cái... Về hồi thôi đánh. Could use a little help, easy. Ui. Ui. Căng quá nhỉ. Ủa. Hết cái hồi máu mới đâu. Cái mưa phát vào tòi. Ui rồi một đấm. Thôi mình phải né cái con ở ngoài này. Tập trung vào đánh con này. Thôi mình mới con đấm chết thế mới này rồi. Công nhận là cái thằng người của mình đều phó thằng này nó quật kinh. Lại chạy tít ở đây thế mới này rồi. Lồ quá chết bao nhiêu. Mẹ đấm đau thật đấy. Đấm mất nửa bình luôn. Lại phải đi lại đúng cái đoạn này. Mẹ chó chết rồi. Bây giờ là phải bỏ luôn qua con này. Té té té. Cái này nó mở sẵn cho mình này.
Mẹ bố mày quên giết, quên giết thằng chó ấy. Đây có cái đường bên tay trái. Ui. Kinh ý à? Ui. Ui. Chết đấy. Úi giời. Mẹ giời không mất máu nào mới sợ. Rapid. Zoltan nó bị dại cái gì. Phiên bản chó dại, chuột dại. Cửa chết. Cửa này là... Cửa này phá được này. Sao nhìn cái effect mà làm như kiểu cái kim loại nó giãn ra này. Chỗ này lại vòng đi đâu. Không có đi đâu. Ô, hết đường thật à? Nguyên văn luôn. Hình như là phải dừng đây. Có hay nhỉ? Nhưng sao quay lại đây được? Hắn nó vào đây. Lại dừng ở đây là cái gì? À. Đẩy cái này. Get the F out. Cho cái chỗ chó chết này. And charge. À này mở cửa. Chết rồi. Cái đường này đi đâu nhưng mà lằng nhằng lằng nhằng. Ui. Ui giời, chuột bè bổ đôi luôn. Thật điện là nó quay à. Này lại treo qua đây rồi. Lăng hoàng phết này.
bơi qua đây. Có hàng gì bên này không? Không có gì hàng gì. Ô hay nhỉ. À từ từ từ. Cái chỗ này như này. Mind doing an overcharge? Như là cái tô bin bên này này. Căng quá nhỉ. Không hiểu được cái chỗ này như thế nào. Chỗ này là một cái chỗ để đi lên trên này. What we needed. Chả hiểu luôn. Đây cũng chả cần phải chậm chậm nữa. Ra mình phải đứng bên kia nhỉ. Mình không hiểu là cái này để làm gì đâu. Chỗ này nó không cho mình gợi ý nhé. Hay thật đấy. Đây này. À, nó có cái này. À, nó có cái này. There was a battle. The ship went down. But there were survivors. Cái này là quay là kiểu gì? Này này phải dừng cái bên này. Sẽ thế nhỉ, không hiểu sao luôn. Khó thật đấy.
Nó như là đánh đố mình nhỉ. À, cái điện này là nó bị ấy. Just what we needed. Cắt cái điện này. Cắt cái điện đi, làm sao nó cứ giật điện này, cái là ui giời ơi, mãi mới có được cái secret fourth adventure acquired. I'm fine, commander, but where is Mosef? Where is my padawan? My men are scanning the wreckage now. We'll find them. Supreme Chancellor. Cái này là đang nói lại cái sự kiện mà ở cái phần 3 tập 3 ấy, là cái bọn này được cái chỉ thị của cái ông Chancellor để giết cái bọn Jedi. Nè, để quay lại cái kia. Okay. Ui. Hết cầu. Cái hóa ra chợ dưới này nó chả có cái gì. À, nó có cái bí mật đấy. Nó cũng hay để quay lại. Nhưng mà vẫn chưa đi được cái nhiệm vụ chính. Thôi mình sẽ đi thì mình nhớ vậy. Không tí nữa lại chết đấy, chơi lại. Ui, chợ mẹ. Chùi rúc mãi mới ra được cái chỗ này. Ok, chắc là mình sẽ dừng cái tập này đây rồi. Giết nó con này. Ui, quật. Help BD. Ui giời. Mẹ nó mà chồng chết. Mẹ nó giết ta mấy lần. Cái gì ở farm level ấy. Ok, chắc là mình dừng cái tập này rồi. Chắc là lần sau mình sẽ chơi tiếp cái đoạn này. Chúng ta đi ra cái chỗ mà nhiệm vụ chính ý, để từ nãy toàn đi nhiệm vụ phụ. Chắc là mình sẽ quay lại sớm để chơi, rồi mình ra ngoài một chút rồi mình quay lại. Ok, nếu các bạn đã chưa đăng ký thì hãy đăng ký channel mình để có thể xem tiếp nhiều cái tập khác của cái game Jedi Fallen Order. Còn nếu và mình chơi rất nhiều game trên Switch, một số game trên như đang chơi là cái game Battle Realm, hy vọng các bạn có thể xem qua channel mình. Ok, chắc mình sẽ quay lại sớm rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập khác.